Mỹ Thứ hôm nay ghé ngang nhà anh Khá và chị Oanh ở ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng. Chúng ta sẽ cùng lái rai buổi chiều các bạn nhé. Và đây là chị Oanh. Chị Kiều Anh sẽ nấu cho chúng ta những món ăn đậm chất miền Trung chiều nay. Món gì đây? Tôm chiên bột. Tôm chiên bột. Tôm mà tôm nuôi hả? Tôm sông. Tôm sông á hả? Tôm sông nó khác gì tôm nuôi? Nó chắc hơn chứ. Chắc hơn, nó ngon hơn. Ngọt hơn. Em không uống được, em uống là tim em lên luôn đó. Món tôm chiên bột thì chắc chắn là không xa lạ với mọi người, bởi đây là món ăn ngon, dễ làm, thích hợp để chiêu đãi cho cả nhà, bạn bè. Và chỉ cần 20 phút là chúng ta có ăn ngay. Ngon nghe. Đèn lên thầy, vô đây ngồi bật đèn lên. Không, cái bé này nó sáng lắm. Và món tôm chiên bột của chị Kiều Oanh làm chiều nay thì có lớp vỏ ngoài vàng rộm, giòn tan kết hợp với thịt tôm sông dai ngọt tự nhiên, có vị ngon vô cùng hấp dẫn. Cái này 30 triệu. Ở Miệt Thứ thì rộ rau ăn kèm với các món ăn cũng rất là thú vị, bởi có những loại rau rừng, rau đồng hay rau vườn trồng tại nhà rất sạch. Ở dưới là cái này cái gì? Củ sắn hả? Củ sắn. Rồi ăn sao? Ăn cạp ăn vậy đó hả? Rồi ở đây có 5 thằng rồi, có một cái củ sắn này rồi cạp kiểu gì? Người cạp hóa số. Ghê quá. Lạ cạp. Người Việt Nam mà. Cái đường mắm người ta ăn cái món này y hệt ăn bánh bánh xèo á chị Oanh này. Có khác gì đâu. Dạ. Không có khác gì bánh xèo. Em thấy không? Nãy giờ không khác gì. À, cái gì giờ? Cái món này món gì anh? Nhái xào dừa. Nhái xào dừa, nhưng mà cái rau phải rau gì? Đậu cải. Chọi. Chọi hả? Đừng nói nhái này mấy người nuôi luôn nha. Nuôi ngoài ruộng luôn hả? Thế là như là ôm tôm rau vậy đó. Nhìn thấy ngon ha. Nhái đậu đọt chọi. Rồi vô đi. Vô. Cái máy này của ai đây? Vô. Vô, 1 2 3 vô. Ba anh Miệt Thứ trung niên nhậu. Sao bằng máy này nó có cái. Rồi. À nó rót cái định mức hả? Có lỗ đó mà nó rót trúng ly nó mới chịu á. Và đây là một sáng chế của anh Lê Hoàng Giang, máy rót rượu tự động. Như tiền máy này anh? Còn anh hả? Không làm đó. Anh bao nhiêu tiền? Chủ nhân đó anh bán nhiêu tiền cái máy này? Không có bán hả? Làm để xài. Bây giờ người ta mua làm sao? Không. Cũng phải chia kinh nghiệm cho anh em chứ làm sao không bán trời. Giá cả hợp lý thì bán luôn chứ. Trước mắt là mình làm một bài. Một ly thì làm 10 ly là nó bự lắm luôn á. Chén nó có mặn em. Còn đây là một món tráng miệng đặc biệt dành cho Miệt Thứ thứ 11 chiều nay mà chị Oanh đã làm từ vài ngày trước. Là món đặc sản vùng Miệt Thứ từ rất xưa mà giờ đây rất ít gia đình còn làm. Và đó chính là cơm khô. Cơm khô là cơm này là mình ăn không hết rồi. Đúng mình rồi, mình lấy cơm đó mình phơi. Khô rồi bắt đầu mình mới rang lên mình gào được. Mình gang là chiên lên, mình không để thôi. Rang thì nó khác. Rang mình rang. Rang thì nó không phì, còn chiên nó hơi phì. Vị ngon hơn, xốp nó không có bị cứng. Trời, đang còn cứng luôn á. Mày lạnh. Hả? Quả giữa chép vui hơn. Đậu ốc nó giờ nó không có. Trong này là có nước cốt dừa, đường, đậu phộng, gừng.
Mà nó nghe này góp ý nè, lần sau mua cái khuôn hình trái tim mới làm cho đẹp. Hồi xưa làm gì có cái khuôn hồi xưa còn. Nhưng mà bây giờ là thế kỷ 21, 2021 rồi, mua cái khuôn hình trái tim làm bán được. Thôi để mình thứ bán. Và dĩ nhiên, tháng 4 ở Miệt Thứ thì nhà nhà người người sẽ ăn mít, mà phải là mít ăn bắt chín cây nha các bạn. Kinh nghiệm ăn mít của chị cho thấy trái mít này ngon không? Ngon. Mít ăn mình bắt nha mọi người.